Website đào tạo Forex xin gửi đến nhà đầu tư. Đây là chuỗi video trên tài khoản tôi liên tục giới thiệu đến nhà đầu tư. Thì trên đây thì hồi nãy có một tài khoản sale ở trên này 0,3 thì tôi đã take profit rồi. Thì nhà đầu tư có thể thấy rõ được giá trị tài khoản này, các bạn có thể lướt lại cái livestream phía trước của bản thân tôi trên thị trường. Đó. Thì khi mà các bạn giao dịch ở đâu thì các bạn phải thấy rõ được các cách vận dụng của từng phương pháp một trên thị trường. Thì như vậy thì các bạn mới có thể đánh giá được giá trị hiệu quả trên thị trường này nó là như thế nào. Và chúng ta phải biết một vấn đề là nhờ khi chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, mọi giá trị kiến thức thì chúng ta phải thấy bằng thực tiễn, chứ không phải nhờ chúng ta thấy nghe bằng vấn đề nhờ nghe nói, hoặc là thấy bằng vấn đề nhờ chia sẻ về quá khứ. Thì đây là điều mà nhà đầu tư cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, và để tối đa hóa các giá trị lợi nhuận trên thị trường thì bản thân chúng ta phải hiểu biết thì chúng ta mới có thể làm được, chứ không phải nhờ chúng ta tham gia vào trong thị trường chúng ta không cần hiểu biết giá trị gì mà chúng ta đòi chúng ta có thể gì nhỉ tạo được ra giá trị lợi nhuận. Thì đây là điều hết sức phi lý của bản thân chúng ta khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những giá trị tôi chia sẻ thực tiễn liên tiếp vào trên thị trường để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex là thị trường của nghệ thuật sử dụng đòn bẩy. Chính vì thế bản thân chúng ta phải có kỹ năng thì chúng ta mới có thể tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Hoặc là trên thị trường đầu tư thì chúng ta phải hiểu rõ là nhờ mỗi một thị trường đầu tư sẽ có những cái các cái công cụ để vận dụng đòn bẩy khác nhau. Chính vì thế chúng ta phải có kinh nghiệm, chúng ta phải có giá trị kiến thức, chúng ta phải có thời gian trải nghiệm để chúng ta hiểu. Mục đích cuối cùng của đầu tư đây nhờ phải tạo được ra giá trị lợi nhuận. Và tài khoản này tôi liên tiếp đánh cho nhà đầu tư thấy từ 65 đô, và bây giờ thì nhờ trong vòng tổng cộng là 3 lệnh tôi điều chỉnh lệnh cho đến nay thì đã lên trên đến là lên trên 200 đô trên thị trường. Và đấy cũng cho nhà đầu tư thấy rõ các vấn đề mà chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, chúng ta phải hiểu rõ được các cái giá trị này khi mà gì nhỉ chúng ta đưa cái kiến thức của bản thân mình để trải nghiệm trên thị trường, đưa cái tài sản của bản thân mình tham gia vào trong thị trường, chứ không phải nhà chúng ta thích là chúng ta vận dụng, chúng ta thích là chúng ta giao dịch, chúng ta thích là chúng ta bơm tiền vào trong thị trường. Đây là điều hết sức nguy hiểm của bất kỳ một ai khi mà tham gia vào trong thị trường. Bất kể ai cũng có thể nói về thành công của bản thân họ trên thị trường này, nhưng giá trị thực tiễn trên thị trường các bạn cần phải nhìn nhận cho thật kỹ. Đây là tôi chia sẻ cho nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể nhìn nhận lại được toàn bộ các giá trị mà khi mà gì nhà các bạn vận dụng các cái yếu tố trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng khi các bạn hiểu rõ được các vấn đề này trên thị trường, các bạn sẽ thì nhờ thấy rõ được nhờ sự nguy hiểm của trên khi các bạn lao vào trong thị trường giao dịch Forex. Đây là những điều mà tôi chia sẻ cho nhà đầu tư trong năm mới. Tôi cũng mong muốn rằng tôi truyền đạt cho đến cộng đồng hiểu rõ được các giá trị trên thị trường. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường. Thank you.